ở đây. Lời đầu tiên trong video này thì xin phép được chúc mừng đại gia đình chúng mình đã đạt 100.000 sub. Yay! Đợt này thì chắc chắn chúng mình phải ăn mừng to to ha. Nhưng mà trước khi ăn mừng thì ngay bây giờ chúng mình hãy cùng đến với một video rất đặc biệt trước đã. Ngày hôm nay thì mọi người thấy đấy, Hà đang ra ngoài một cái studio rất là đẹp để có thể thực hiện một video gửi đến mọi người. Đó chính là video cách mặc đẹp cho người đùi to, chân ngắn, dáng thô. Hà tin rằng không chỉ mình Hà đâu mà đang có rất nhiều các bạn ngoài kia đang đau đầu không biết làm thế nào để có thể mặc đẹp với cả đôi chân hơi quá khổ của mình. Chính vì vậy Phương Hà đã quyết tâm ra tay chia sẻ bí quyết giấu thô, giấu béo, giấu chân to đến với mọi người. Những cách này thì không chỉ giúp Hà giấu đi đôi chân chưa được thon gọn của mình mà còn giúp Hà cảm thấy tự tin hơn rất nhiều trong việc lựa chọn quần áo cũng như là cách ăn mặc đời thường. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu ngay thôi nhé. Bí quyết đầu tiên Hà muốn nhắc đến đó chính là mặc quần hoặc váy rời tối màu. Đúng rồi đấy mọi người ạ, mặc quần tối màu không chỉ giúp giấu béo, giấu đùi to mà còn làm giảm sự tập trung của người khác vào cặp đùi của mình, như là một cách đánh lạc hướng nghiêm nhìn phải không? Mọi người có thể thấy, cùng một kiểu quần nhưng với chiếc quần tối màu thì nhìn chân sẽ bé hơn và phần nào thon gọn hơn nữa. Bí quyết thứ hai đó chính là mặc váy, quần không có quá nhiều họa tiết. Cùng công thức là giảm sự chú ý vào phần dưới như bí quyết đầu tiên, thì ở bí quyết thứ hai này Hà có một lời khuyên cho mọi người. Đó chính là để che bớt nhược điểm chân không đẹp thì chúng mình đừng nên mặc những chiếc quần có họa tiết rối rắm và cầu kỳ như thế này. Chiếc quần quá nổi bật khiến người khác chỉ tập trung vào điểm mà chúng ta muốn giấu và cũng khó cho chúng ta có một tổng thể thanh thoát, gọn gàng, khó ăn gian được cân nặng nếu chúng mình hơi mũm mĩm một chút nữa đấy. Thứ ba, đó chính là thay vì những chiếc váy, chiếc quần ngắn, rất ngắn, cực ngắn để lộ đùi to, bắp chân to thì chúng mình nên lựa chọn những chiếc váy dài như là váy midi, maxi hay là quần culotte. Những chiếc váy này sẽ giúp che đi khuyết điểm, mang tới một tổng thể nhẹ nhàng, nữ tính, rất hợp với các cô nàng khi muốn diện một chút để đi chơi, đi biển hay thậm chí là cả đi làm nữa đấy. Tiếp theo đó chính là bí quyết khi chúng ta chọn quần jean nha. Bình thường Hà biết là với các nàng chân to xíu thì sẽ rất ngại mặc quần jean phải không? Hà hiểu tâm lý này của mọi người. Tuy nhiên chúng ta có thể áp dụng bí quyết này để có thể chọn được chiếc quần phù hợp với bản thân hơn đấy. Trước tiên đó chính là chúng ta nên chọn quần sẫm màu. Thay vì những chiếc quần màu sáng, có mài, có rách thì những chiếc quần sẫm màu có thể giúp đôi chân của bạn nhìn gọn hơn. Sau đó thì hãy để ý đến kiểu cách. Theo Hà thì chúng mình nên mặc quần dài thay vì quần lửng, vì quần dài sẽ giúp chân của chúng ta dài hơn, dáng người thanh thoát hơn nữa. Và nếu có thể thì hãy chọn cho mình một chiếc quần jean cặp cao mọi người nhé. Tiếp theo, mặc áo dài che mông. Đây rồi, đây chính là cách ăn mặc mà Hà rất yêu thích mọi người ạ. Cách này thì rất phù hợp với phong cách thường ngày, với áo phông, quần bò. Và cái cách này thì đặc biệt dễ áp dụng. Có ai cũng yêu thích những chiếc áo sơ mi dài, áo phông dài, đa di năng, vừa đẹp vừa có thể giấu chân, giấu béo như Hà hay không? Chỉ cần kết hợp với một chiếc quần sock hay legging hay quần bò là chúng ta đã có ngay một set đồ nhìn rất thông dụng, rất năng động mà đặc biệt lại che đi cặp đùi chưa sinh của chúng mình rồi. Bí quyết tiếp theo đó chính là mặc đồ nhấn vào eo. Chúng mình hoàn toàn có thể mặc những chiếc váy, những chiếc áo bó vào eo để khoe eo xinh, từ đó giảm bớt điểm nhìn vào chân, nhìn dáng thanh thoát hơn, nhẹ nhàng hơn. Việc nhấn eo không chỉ giúp dáng bạn nhìn cân đối hơn mà còn giúp tôn lên điểm mạnh của bản thân nữa đấy. Cuối cùng thì Hà có một lưu ý nhỏ nữa cho mọi người, đó chính là cách chọn giày cao gót. Với giày cao gót thì chúng ta không nên chọn những đôi giày có gót thô và mũi tròn như thế này, mà nên chọn những đôi giày có gót mảnh và mũi nhọn thì nhìn tổng thể của chúng ta sẽ thanh thoát và gọn gàng hơn đấy. Vậy là vừa rồi Phương Hà đã chia sẻ với mọi người một vài mẹo để chúng mình có thể ăn mặc đẹp hơn cũng như là tự tin hơn khi mà chân của chúng ta chưa được thon gọn hay là dáng của chúng ta vẫn còn hơi thô ha. Hy vọng rằng những mẹo vừa rồi có thể giúp mọi người một chút trong việc lựa chọn trang phục phù hợp với bản thân cũng như là tự tin hơn cho dù chân của chúng ta có hơi to một chút nha. Và sắp tới thì chắc chắn là chúng mình sẽ quẩy thật nhiệt tình để chào đón nút bạc. Chính vì vậy thì mọi người đừng quên follow Insta cũng như Facebook của Hà để có thể cập nhật tình hình nhanh nhất nhé. Chắc chắn sẽ có rất nhiều giveaway đấy. Lời cuối cùng thì Hà chỉ muốn nói là cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đồng hành, ủng hộ và yêu thương Hà trong suốt thời gian vừa qua. Chúng mình hãy cùng đi với nhau một quãng đường thật dài nữa nha. Còn bây giờ thì Phương Hà xin chào và hẹn gặp lại.